Chuyện giảng sanh phần 1 và 2 do nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt sưu tập. Lời nói đầu: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Liên Hữu gần xa, chuyện lớn nhất của đời người là luân hồi sinh tử. Dù rằng thực chất của nó vốn là mộng ảo, bao nhiêu thứ buồn, vui, sầu khổ mà chúng ta đang cảm thọ cũng đều là bọt bóng phù du. Nhưng một khi chưa dứt sạch hết những thấy biết sai lầm, kiến hoặc và suy nghĩ sai lầm, tư hoặc, chưa vãng sanh Phật quốc, thì những thứ mộng ảo bọt bóng ấy do nghiệp thức của chúng ta biến hiện ra đó, nó hiển nhiên thành ra chân thật rõ ràng. Cho nên, Đấng Đại Từ Phụ A-di-đà dùng thệ hải độ sanh giúp bọn phàm mê chúng ta thẳng tắc thoát ra bể khổ. Chỉ cần tinh sâu nguyện thiết một niệm, mười niệm là vượt khỏi trần lao, bước lên quả vị bồ đề, một phen buông giao sát sanh tức liền thành Phật. Quả là vi diệu thù thắng, chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn. Ôi, lòng từ của Di Đà Thế Tôn và mười phương chư Phật vô cùng vô tận, Phật ân cao cả khôn lường, cho dù có tán thán trăm kiếp ngàn đời cũng không sao nói hết được. Nhân vì hộ niệm tiễn đưa cha mẹ và những người thân khi lâm chung, chúng tôi có kể chuyện giảng sanh, đọc truyện giảng sanh, mở băng đĩa nói về giảng sanh cho người bệnh nghe, thì thấy thu được rất nhiều lợi ích. Do vậy mà chúng tôi không ngần ngại mạo muội sưu tập, trích tuyển từ sách, băng, cũng như đến tận gia đình đạo hữu có người giảng sanh để ghi lại. Năm 2008, chúng tôi đã nhờ anh Thiện Quang đọc chuyện giảng sanh phần 1, ghi âm được 4 CD. Giờ tiếp theo là phần 2. Hiện giờ, do có nhiều bạn đồng tu hưởng ứng tham gia cộng tác, nên cũng đã sửa chữa và bổ sung phần 1. Hôm nay, đủ duyên, chúng tôi xin ra mắt cúng dường chư Liên Hữu khắp mọi nơi. Việc làm này, nếu có chút ít công đức nào, nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. A-di-đà Phật. Miền Nam, ngày 9 tháng 10 năm 2014, nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt thực hiện. Nguyễn Thị Thoại, 88 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thoại, sinh năm 1919, quê quán tại xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Năm 20 tuổi, bà lập gia đình với ông Lê Văn Lược, cư ngụ tại xã Trung Nhất, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Hai ông bà có tất cả là 6 người con gái, sinh sống bằng nghề làm ruộng. Ngoài ra, còn làm nhiều nghề khác như nấu rượu, nuôi heo, xay gạo và mua cá linh ủ mắm để bán. Đến năm 1972, vào khoảng tháng 6, ông chồng bị tai nạn ghe máy, khi chuyển tới bệnh viện thì qua đời, bỏ lại một đàn con thơ côi cút. Cô con gái út hãy mới lên 10 tuổi. Từ đó, đôi vai gầy phải gánh thêm trách nhiệm làm cha, sớm hôm tảo tần nuôi con, bon chen với xã hội, vật lộn với cuộc sống để tạo ra chén cơm manh áo. Bao nhiêu là gian nan, bao nhiêu là vất vả, gót chân trần dông ruổi mãi ngày đêm. Đã sinh vào cõi bi thương, trăm ngàn nỗi khổ vấn vương bên mình, tháng năm đầy những khổ hình, sầu đau chồng chất, tội tình hòa tai, ngao ngán kiếp sống đọa đày, ngậm ngùi thân phận lạc loài thê lương, lạnh lùng đêm vắng canh trường, buốt lòng lữ khách bên đường mưa giăng. Ngẫm nghĩ về nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh, thấm thía với nắng mưa sương gió của đời mình, nên năm 1975, bà phát tâm trường chay, sớm chiều hai thời lễ Phật. Tuy vậy, hạt giống bồ đề vẫn còn yếu ớt, mãi đến gần cuối thập niên 80 trở đi mới thực sự đâm chồi nảy lọc. Lúc này bà thường xuyên tham dự các kỳ Phật thất tổ chức mỗi tháng một lần tại phòng thuốc nam của cô Bảy Lánh ở chợ Thốt Nốt.
Nhờ nghe Chư Liên Hữu giảng giải Phật Pháp hàng tháng vào dịp Phật Thất, nền tảng tịnh tông của bà dần dần được hình thành và thực sự kiên cố. Tính tâm mỗi lúc một sâu chắc, nguyện lực mỗi lúc một thiết tha. Cộng thêm sự trợ duyên của các bạn đạo, bà đã hành trì ngày một tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, bà còn tham gia thêm các ngày niệm Phật được tổ chức định kỳ tại chùa Thanh Quang hoặc tại nhà chư đồng đạo các nơi. Công khóa lễ bái của bà cũng được tăng thêm 4 thời trong ngày, 24 giờ. Lúc này tính tình bà thay đổi nhiều so với những tháng năm trước đó, luôn vui vẻ dễ dãi nên ai ai cũng đều kính mến. Như dần trăng tròn rồi khuyết, như nước sông lớn rồi rộng. Có người trên cõi đời này cũng thế. Thời thanh xuân cường tráng đã trôi qua, thì phải đến lúc già nua và bệnh tật. Năm 2004, do sức khỏe yếu, bà không còn tới lui các khóa niệm Phật, mà chỉ ở nhà chăm chỉ tu hành. Thỉnh thoảng Chư Liên Hữu ghé thăm, khuyến tấn, bà vô cùng cảm kích và vui mừng. Bà hết lòng tin tưởng vào lời thề nguyện của Đấng Từ Phụ A-di-đà. Bà tin chắc thật rằng khi lâm chung sẽ được Ngài tiếp độ giảng sanh về thế giới cực lạc. Nên ngày ngày bà đều thỉnh nước cúng để uống thay thuốc. Thể theo lời chỉ dạy, thành lòng nước lã đên hồ, hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban. Bằng cái nhìn thế gian thường tình rằng, một khi đã lâm vào hoàn cảnh bệnh hoạn thì đó là bất hạnh. Nhưng đối với những ai khao khát tìm cầu thoát ly sanh tử luân hồi thì lại là dịp hy hữu tốt lành. Kể từ đó, sự niệm Phật của bà ngày một chí thiết chí thành hơn. Mẹ đấy con, dù cho nhồi quả, tự nhủ lòng chớ già đúng nào. Càng khổ nhiều đạo hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con, lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành. Chẳng cho chân đạp sỏi dài sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con, mỗi khi nguy khốn mà vẫn vui không núng tim gan, là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. Hai năm sau, vào năm 2006, bà phát bệnh nặng, các con đưa đi nhập viện tại Thốt Nốt, kế đó chuyển lên bệnh viện đa khoa An Giang. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh hội chứng dạ dày tá tràng và thoái hóa cột sống. Vài hôm sau, bà xuất viện về nhà. Kể từ đó, thể trạng của bà kém dần, ít đi đứng mà nằm nhiều hơn. Đặc biệt là tay bà lúc nào cũng lần chuỗi. Gần cuối năm, ngày 12 tháng 10 năm 2006, bà bệnh trở nặng, thân nhân cho vào bệnh viện đa khoa Cần Thơ điều trị. Bà thường lên cơn mê sản, miệng cứ đọc xám kệ gian dội suốt ngày suốt đêm. Bác sĩ dùng thuốc chấn kinh an thần cứ tăng liều dần, cho đến gấp 3 lần so với bệnh nhân thường, mà chứng bệnh vẫn không thuyên giảm. Ba hôm sau cũng thế, nên thân nhân xin bác sĩ cho bà ra về. Về nhà nằm trên giường, bà thường thấy đám con nít vào đầy cả nhà, liền bảo các con đuổi chúng ra. Có khi bà nhìn thấy gạo đổ đầy trên đất, liền kêu gọi mọi người lụm lên tiếp. Có lần thấy cá thật nhiều, có lúc thấy đứa em trai và đứa em gái đã mất đến lôi chân của mình kéo đi. Bà giãy chân và nói là không đi, vì biết đây là quả báo do túc nghiệp nhiều đời trước. Nên Chư Liên Hữu đề nghị các con cháu phát tâm làm các việc phước thiện như phóng sanh, in địa ấn tống để hồi hướng công đức và cầu an cho bà. Các đồng đạo được sự thỉnh mời của gia đình nên đến cầu an hộ niệm cho bà rất đông. Đến ngày thứ ba thì bệnh tình dường như khỏi hẳn. Khi thần trí minh mẫn trở lại, bà nói với mọi người nên cầu nguyện thêm cho bà vài hôm nữa. Các con của bà tiếp tục tổ chức, đến ngày thứ 9 mới dừng lại. Tháng Giêng năm 2007, bà phát bệnh lại, sức khỏe càng kiệt rõ rệt. Trước khi mất 10 ngày, bà không ăn gì cả, chỉ uống chút ít nước. Tuy vậy, bà vẫn tỉnh táo, sáng suốt, lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật. Khi các con và rể ghé thăm, bà dặn dò: các con nên sắp xếp công việc làm ăn để đưa má theo Phật. Chiều ngày mùng 1 tháng 2, bà mệt nhiều, thân nhân tề tựu cầu an và hộ niệm đến 12 giờ khuya. Cơn mệt mỗi lúc một tăng thêm. Các con đưa bà
ra nhà trước. Trời niệm mãi đến 4 giờ sáng. Hơi thở bà yếu dần và nhẹ nhàng ra đi trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Lúc ấy là mùng 2 tháng 2 năm 2007, bà hưởng thọ 88 tuổi. Chư đồng đạo hay tin lũ lượt kéo đến hộ niệm thêm 6 giờ đồng hồ nữa. Sau đó khám nghiệm thì toàn thân đều lành, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm, nét mặt sáng rỡ hơn so với bình thời. Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2007, người con gái thứ năm Lê Thị Bo vào dọn dẹp giường nằm hàng ngày của bà. Khi cuốn mùng lại thì nghe có mùi thơm lạ, bèn chạy ra gọi mấy đứa cháu ở xóm đến xem. Chúng cũng ngửi được mùi thơm lạ lùng như chị. Kể từ đó, vợ chồng chị cũng phát tâm lễ Phật trường chay. Thuật theo lời Lê Thị Bo, con gái của bà,